Ý, có. Ui, quá trời quận rồi nhưng mà không biết cái gì. Dữ vậy? Hạt chén. Có nè. Nhiều với mấy giờ bờ. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Rồi, hôm nay coi chúng rồi đã nè. Ôi, sao mà dữ vậy? Dạ, thanh dân kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dân lại tiếp tục đi thăm lò cá lóc ven rừng. Mấy bữa nay là mình đi lên Đồng Tháp á, mùa nước nổi đổ về ở trên Đồng Tháp rồi, đặt vớn cá linh mê quá, bỏ cái luồng lò này là cũng hơn 10 bữa rồi, chứ giá lại là đặt đâu cũng mất hết trơn cả nhà ơi. Cái luồng này dạo gần đây là cũng mất nữa, nản lắm luôn. Chỉ vì kiếm ăn cho nên mình mới lặn lội cực khổ như vậy đó, mà đi đâu cũng gặp tay năm ngón hết trơn, quán xá luôn, mệt mỏi gì đâu. Cái đầu chuối nổi kìa, đầm nước gì nó có nhúng nhích không ta, để coi coi nó có nhúng nhích không nha. Ý nhúng nhích nhẹ mà hơi nhẹ, cá bự nhỏ đây cô nè. Ý, có. Ui, quá trời quận rồi nhưng mà không biết cái gì. Đen. Ui là chèn con cá bự nha. Ui nè. Vô. Ý. Một em cá thúc đầu tiên may mắn. Rồi vô đây xử cái sạch của chế rồi giỡn cái mỏ coi nè. Bằng cùng tay. Đen thui. May mắn. Mình cho em ấy vào thùng rồi sau đó là đặt lại ngay chỗ này ấm. Em ôi cùng tay luôn á. Ở dưới này mình phải cẩn thận mới được. Rồi đặt lại thôi. Cái đầu tiên may mắn này. Ui. Nó nghe nè. Để mình dẹp cho cái, cho cả nhà nhìn rõ cái lò nè. Cái lò nè. Sao mà nhẫn vào câu gì nè. Quá vô rồi. Yeah. Trời ơi, sao 10 bữa mới lọ đây thăm luồng lờ. Một em. Hồi nãy là cá lóc nhưng mà giờ là cá lóc bông. Còn gọi là cá dày. Mình gọi cá dày khác rồi cá lóc bông khác nữa nha. Tại gọi vậy thôi. Ngon ghê. Ú. Nè cái mỏ vẫn chày nữa nè. Tại vì luồng này mình bỏ cũng khá lâu rồi. Cá này thì còn em cá lóc. Ủa còn em cá sặc. Cũng tả cùng tay. Vô mấy bữa rồi nên ốm. Chưa. Ý là có bao tay á. Bao tay nó gít dễ lấy. Cái màu đẹp quá cả nhà. Hai cái đầu tiên đều dính hết. Bỏ vô đây rồi mình đi đặt lại. Mấy em cá sặc đó là để dụ. Tiếp tục. Ý cái lỗ kìa. Người ta dạt cắm câu chứ đâu. Ở đây cũng nhiều người vô đây đánh bắt lắm. Bởi vậy lờ của mình bị mất hoài là vậy đó, nhưng mà không có bắt gặp ai thì làm sao mà nói được. Cái lờ này
khá là kín đáo. Con câu ở ngoài đó là sao mường ý nó nghiêng dữ vậy nè, mà nói trong lùm này khó coi lắm, để mình lôi ra cho cả nhà coi. Ui không trời, dữ vậy thạch chèn có nè, nhiều với mấy giờ bờ vô mảnh rồi cả nhà ơi. Vô rồi, một nồi cá sặc luôn. Có một em khác rồi, nó bự lắm, nó mạnh nữa. Đi lên trên lộ đi, cái này chắc mới tung nè, mới vô nó tung quá. Đây nè, bỏ cái luồng lờ này mất lại gai 10 bữa mới trở lại. Thì mấy cái đầu tiên cái nào cũng trúng, một nồi cá sặc luôn. Mình sẽ sử dụng một ít cá sặc, còn một ít là mình để vô, để trong lờ vụ cá bự. Ui, cái em này hơi ốm nha cả nhà. Cả nhà biết sao hôm nay mình trang bị bao tay không? Dễ bắt cá mà. Hơi ốm. Cái mỏ nè, chạy chưa? Giờ là cho một ít cá sặc này vô, chỗ đó ấm đặt lại chỗ đó luôn. Cá sặc to to không à, nhiêu đây là đủ kho khô rồi đó. Đi qua lại giờ mình quá. Chỗ này hôm bữa mình dính con rắn, sao cái lò quẹo ngang bên vậy ta. Nghiêng nhẹ thôi, bỏ nhún nhích nhẹ ha. Ý đen thù lùi nè. Nè, một chú cá chê, nãy giờ mới dính cá chê luôn đó. Bằng cùm tay, cá chê này đen thù lùi luôn á. Để lại nữa. Công nhận có bao tay dễ bắt cá được. Đây, con nó đen nè cả nhà. Đúng cái nghĩa của đó luôn, đúng cái từ đen thiệt. Vô. Vô, cô ta vô rồi. Đặt lại mấy cái sặc vụ cá bự tiếp. Trong cái lùm tre này lâu chút dính cá sao ta. Ok, tiếng nhảy xào xào vậy nhưng mà là cá sặc không à. Dân quyết định đó là một mớ vô thùng, một mớ để lại vụ cá lóc, nhưng mà nhỏ nhỏ mà thôi mình đặt đi, phải chi cá bự. Ý nó tung, nó nói chế cho em ở trên đi, ở đó đi nha, trong cái lùm cây này nè. Ủa lại nghiêng nữa, hiện tượng nữa nè. Nhúng nhích nhúng nhích. Ý, ui nó bị xuất cái đầu cây rồi, mình sợ. Ôi nè, con cá bự quá, một em cá lóc nữa nè. Cái đầu cây đó, nó bị sức nên mình sợ nó mới tụt ra rồi, thấy không, bị vướng luôn rồi nè, sức rồi nè, thấy không.
nó tung một hồi là vuột cái cây bên đây nữa, là cái lợi xếp lại là con cá nó ra ngoài luôn, ở trong lùm. Ôi, con cá này sao cái đầu kỳ vậy? Rồi mình hiểu rồi, cái đầu nó vô lâu á, nó chày á, chốc luôn cái gãy, vô tung quá gãy cây luôn, rồi mất đốn cái cây khác nè. Ồ. Nè, mấy cái dấu này là dấu dãy của nó bị chày nè, nè. Rồi cái đầu nè cả nhà. Có cái bao tay dễ cầm. À. Rõ ràng là vô lâu quá, chày trơn trọi à. Xém thảy luôn á, cái cây nó tét luôn rồi nè. Hôm nay trúng mánh rồi. Cái luồng lờ mình vẫn chưa hết nha, còn mấy cái nữa. Đó. Vô. Cá dày, cá chê, cá lóc. Cái này tuốt ngoài đó. Không biết có không mà cái lờ vẫn còn y nguyên, không có cái sự lạ. Trước dính cá chả đây. Ui, có mấy em cá sặc à. Im quá. Neo lại đây vài quận nữa đi. Ủng. Không dính. Không có hiện tượng lạ. Dông quá. Đây nè, bỏ lâu rồi nên còn cái xác con cá rô biển nè. Cái này mình đặt lại đây vài chuyến. Không có nhúng nhích nhưng mà nó chổng đầu. Kỳ vậy ta, không có một em cá nào luôn. Ôi. Đặt lại chỗ này đi rồi kiếm chỗ nào mát đó, cho cả nhà coi. Hôm nay trúng đậm rồi. Chen ơi. Một phát một là văng cái nắp ra. Cái luồng lờ này á, là lần đầu tiên á. Bốn mấy cái lận. Rồi, hôm nay coi trúng rồi nè. Mình trụ lại đây cũng lâu rồi, cả nhà nhìn thấy cái cảnh cũng quen thuộc phải không? Mấy lần đầu thì cũng có khi trúng, có khi thất, có khi không có gì để đăng luôn. Lâu lâu mới trúng được một bữa như thế này. Mất lần mòn, chuyến này mình trụ cũng cả tháng rồi. Tới thời điểm này là còn khoảng 20 cái à. Mình mắc đi lên mùa nước nổi ở Đồng Tháp á, cho nên cái luồng này vừa nản vừa không có thời gian nên bỏ cũng khá lâu. Trở lại thăm thì trúng đậm luôn. Tuy nó còn ít nhưng chuyến này mình gán trụ lại một vài lần nữa rồi cũng sẽ cuốn về chỗ khác thôi. Tại vì trong rừng á, cả nhà nhìn thấy rất là rậm rạp như thế này thì tìm chỗ đặt cũng cực lắm. Mà mỗi lần tìm được một chỗ thì mình thường trụ lại đây. Cá ngon vô cùng. Hôm nay á, là gồm 3-4 thứ cá nha. Một con cá lóc này nè. Hai. Ui, sao mà dữ vậy? Ý là có bao tay đó. Em cá lóc thứ 3. Không có ú. Em nào cũng đen thui à. Đây là một em cá dê. 4. 5. Cá dày. Đây là một mớ cá sặc. Tổng cộng thu hoạch hôm nay là trúng đậm luôn. Lần nào cũng mất hết trơn, biết rồi nản quá. Nhưng mà vì kiếm ăn cho gia đình cho nên mình cũng cố gắng duy trì. Chứ giờ hết bổ sung rồi, còn nhiều đặt nhiều thôi. Lần này thì 20 mấy cái nhiều đây cũng trúng nha cả nhà ha.
Dạ, đến đây thì Thanh Vân xin phép kết thúc cái chuyến đi trở lại sau một thời gian dài mất hoài nản. Thì loại lần này trúng đậm luôn cả nhà. Thanh Vân kính chúc cô chú anh chị và các bạn mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ạ.